mai anh em mình sẽ flex một cái team nó cũng mạnh mạnh. Em Long ở Mẹo. Đấy, em Long là cũng lâu rồi không chơi game. Đây là đội hình của em Long. Một đội hình với rất nhiều ITM, toàn thợ hai chân thôi. Em Long có nhu cầu flexing đội hình trên kênh, chủ yếu flex thôi chứ team này thì ngon vãi chửa. Đội hình của em Long thì có thế này rồi. Cho nên là flex là chính. Không xài. Không xài con này. Rồi, nick này 343.000 tỷ. Toàn icon The Moment mà thuận hai chân anh em nhé. Server em đổi được Hungry ITM xịn nên bán hay chơi á? Em cứ chơi chán đi. Hungry bán vẫn ngon này mà. Em bán bất kỳ lúc nào vẫn có người mua mà. Sơ đồ lùa bóng là nếu bị thua thì bật lên trong phút 40 cho đến 45 và phút 75 trở lên. Đấy là lúc bị thua. Build up thì dùng cả trận được. Và sơ đồ đẹp tức là sơ đồ thủ kích off. Và khi mà mình đang dẫn trước đấy, thì dùng sơ đồ này vẫn có thể đá phản công. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với nick của em Nong. Nick của em Nong. Hưng à, cà phê cái gì nhở? Cà phê Fadin 90 Nguyễn Tuân. 5:30 chiều thứ ba, một món quà cho Hưng cầm tay nào. Chán thì thôi, cái sơ đồ 4-5-1 này thì anh em đá cứ bình thường thôi, đá dễ lắm, bởi vì tôi đã set chiến thuật chuẩn cho anh em rồi. Ui trời ơi, Linh cơ đỡ quả bóng kìa. Thấy thế nhờ. Bữa tới là sẽ có khoảng 1.800 vé đấy anh em ạ. Nhiều đấy. Ui xời ơi, Linh cơ. Anh chào Thịnh nhá. Gary Linh cơ. Đây là mùa duy nhất mà tôi thực sự cảm thấy thích. Chiến thần đẹp trai, nụ cười thân thiện này. Tần phôi Linker mùa này mẹ đá như rồng. Apex thì đấy là một sự rủi ro, bởi vì có thể em sẽ không quen với cái lốc của nó. Anh thì anh nghĩ là lên thì lên con kinh công 3 mắc. Ui rồi, đó là Gary Linker anh em ạ. Linker nó hay vãi chửa. Ui sút gãy tay thủ môn. Ơ sao e hương thấy cái no mở xếp nhỉ? E thấy mỗi nở au. À đi phâu. Delay versus put tùm nhỉ xếp. Yes. Kaka. Martin Caceres, đúng công nhận con này đánh đầu ghê. Gary Linker. Nãy giờ được mỗi Linker đã hài lòng. Là Linker. Đẩy bước 1, đúng rồi. Có bước 1 phát là có bàn ngay, dễ hơn hẳn. Đây rồi. Paulo Futre đã có cái chuông. Yes, Kaka. Park Ji-sung. Park Ji-sung mùa này được hơn mùa thường mỗi chi sút. Bao giờ mà gameplay nó thay đổi phải thực sự là rất nhiều. Thay đổi hoàn toàn luôn, cân bằng lại hoàn toàn con game này. Lúc đấy
Thế nên mới chờ đợi cái gameplay 10 xem nó thế nào. Nảy ra. Ui, không nảy nó vào luôn. Cabum cun chân to quá. Jatore. Để nhớ một thời ta đã yêu. Ở nhiều bạn bây giờ vẫn thi thoảng lên xem lại mấy cái chuyên mục tâm sự đêm khuya trên kênh HND, mặc dù kênh bỏ mấy năm rồi. Anh em vẫn lên xem. Nhớ ngày ấy. Đội hình này xếp đá sao chịu nổi, đùa, nãy giờ đá thua mấy trận rồi. Tất nhiên là thua cũng là vì cái ngu. Chấp huấn luyện viên kỹ năng đá khó hẳn anh ạ. Bởi vì là cái kỹ năng đỡ bước 1 ấy nó mở mang ra nhiều cái cơ hội quá. Bây giờ mình chấp cái huấn luyện viên đỡ bước 1 là cũng thấy nó bí đường đi. Nhưng mà lúc đầu mình đá mình có nhận ra đâu. Hôm nay làm ly cốc tai vào, đầu óc nó hơi... FO3 được 5 năm nhé. FO3 là ra mắt vào tháng 9 năm 2023. Sau đó thì đến giai đoạn khoảng tháng 12 năm 2017, tức là hơn 4 năm sau khi ra mắt thì bắt đầu có thông tin về FO4. Và FO4 chính thức ra mắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2018. Và sau đó một vài tháng thì FO3 chính thức đóng cửa, kết thúc chặng đường 5 năm. FO3 thì có hai giai đoạn rõ rệt. Đấy là giai đoạn engine đầu tiên, giai đoạn lấy từ suộc của FIFA 11. Và sau khoảng hơn 2 năm thì đến cái giai đoạn engine thứ hai, đấy là giai đoạn lấy từ engine của FIFA 13. Đấy. Cái giai đoạn engine của FIFA 13 thì chơi hấp dẫn hơn, nhiều giải đấu hơn. Và đấy cũng là cái giai đoạn mà bắt đầu có nhiều content creator làm về game này, làm nội dung về game này. Thời điểm đó thì nói thật là cái mảng stream với lại làm YouTube nội dung kiểu như vậy nó không ra tiền mấy, cho nên là cũng không có nhiều người làm. Nhưng mà cũng bắt đầu gọi là người ta xây dựng nội dung về cái đó. Chơi Figo ITM đi em. Kaka. Ui rồi ôi, Kenny Darklit. Darklit ở vị trí CM. Hello Duy nha, lớp Du.
Nhiều vai. Đông biết cách diễn hay đây. Quá sếp ơi. Vô lý. Giết nó thôi. Nó không chịu ao. Ôi nắng kìa. Thấy chưa? Nó không chịu ao phải phương phương pháp này. Rồi. Có cái huy hiệu cho em Long. Úi giời, đá cho em Long 5 tiếng đồng hồ. Wow, mẹ. Phản ích cực kỳ chất lượng về mặt tiền. Có đá căng quá. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.